Antonio Conte được biết đến là một vị chiến lược gia biết cách tiếp cận trận đấu cùng tầm nhìn rõ ràng, điều mà ông đã chứng minh một lần nữa khi tiếp quản ghế nóng tại Inter. Vị chiến lược gia người Ý ngay lập tức đã biến đội bóng đã qua thời kỳ hoàng kim thành ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Scudetto, tạo ra sự cân bằng nơi hàng công với những tiền đạo xuất sắc Romelu Lukaku và Lautaro Martinez, những người đã góp dấu giày cùng nhau đến 27 bàn thắng. Conte luôn cho thấy sự đặc biệt trong chiến lược của mình trên thị trường chuyển nhượng. Ông đã mang về những cầu thủ có thể phù hợp với chiến thuật của mình mà không cần phải là những siêu sao đắt đỏ hay có phong độ cao. Rõ ràng, quyết định mang Lukaku chứng minh rằng Conte đã đúng. Mặc dù Inter đang thể hiện bộ mặt bất ổn của mình ở mọi khu vực trên sân, nhiệm vụ của Conte cần phải yêu cầu ban lãnh đạo gia tăng thêm chiều sâu cho đội hình và đảm bảo trong tay ông có những con người phù hợp cho hàng tiền vệ 5 người đặc trưng. Đó chính là tính cách mà Inter ký hợp đồng với Christian Eriksen từ Tottenham trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, dựa vào kinh nghiệm và khả năng ấn tượng của cầu thủ người Đan Mạch. Eriksen đã được liên hệ với rất nhiều câu lạc bộ lớn trong suốt thời gian qua, nhưng có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để Christian Eriksen rời Tottenham Hotspur. Antonio Conte là người yêu thích trong việc sử dụng sơ đồ 3-5-2 và các cầu thủ Inter đã không gặp bất kỳ khó khăn gì trong việc thích hợp với chiến thuật của huấn luyện viên mới. Họ có hai cá nhân mạnh mẽ nơi hàng công, những hậu vệ chắc chắn ở tuyến sau và một tuyến giữa tốt với một tiền vệ trung tâm như Marcelo Brozovic, người có thể đưa đội bóng của Conte chuyển trạng thái nhanh và biến thành cơn ác mộng cho các đối thủ của họ. Christian Eriksen khiếm hay xuất hiện trong đội hình 3-5-2 tại Spurs khi tiền vệ này đã thích nghi với hệ thống 4-2-3-1. Tiền vệ người Đan Mạch đã mất một vị trí xuất phát kể từ khi bày tỏ ý định rời đi vào mùa hè. Tại Tottenham, trách nhiệm của Eriksen là trở thành một trong những người sáng tạo chính của đội bóng cũng như sẽ hỗ trợ phòng ngự khi cần thiết. Inter với hàng tiền vệ 5 người được bố trí phẳng cho thấy hình dạng đội hình cô đặc hơn để hạn chế tối đa khoảng trống giữa các tuyến mà các đối thủ của họ có thể khai thác. Thêm vào đó, mỗi tiền vệ sẽ được phân nhỏ trách nhiệm với mục đích cung cấp khả năng hỗ trợ phòng ngự cần thiết khi cần, đồng thời gây áp lực cho đối thủ trong nỗ lực pressing. Christian Eriksen có thể hữu ích trong một vài cách tiếp cận khác nhau. Inter thường xuyên sử dụng hậu vệ cánh như những phương án hỗ trợ tấn công. Điều này sẽ phát huy điểm mạnh kiểm soát trái bóng trong chân của tiền vệ người Đan Mạch. Eriksen sẽ đảm nhận việc chia bài cùng với Brozovic, phân phối bóng rộng ra hai hành lang, sau đó đưa bóng đến khu vực 1/3 sân cuối của đối phương. Nhưng trong tình huống này, Christian Eriksen có pha mở bóng chuẩn xác sang cánh phải cho Aurier, người sau đó đã có một pha kiến tạo trong trận đấu. Nếu Inter quyết định chuyển sang tấn công trung lộ, Christian Eriksen có thể là một sự lựa chọn tốt để phát triển bóng. Vị trí của anh lúc đó sẽ dâng cao hơn một chút so với phần còn lại của hàng tiền vệ và là nguồn cung cấp bóng chính cho bộ đôi tiền đạo. Khả năng của Eriksen bằng cách thả những đường bóng dài ra sau lưng hàng thủ đối phương và sút xa cũng có thể hữu ích khi Inter đối đầu với những đội bóng chủ động lùi sau, hạn chế không gian của các tiền đạo. Những quả chuyền dài của tiền vệ này cũng có thể được sử dụng để chuyển trạng thái chơi bóng và giúp đội nhà thoát khỏi áp lực từ đối thủ. Việc đưa Eriksen vào vị trí cao nhất nơi tuyến giữa với hệ thống 3-4-1-2 sẽ thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận trận đấu như trước của Inter. Thế nhưng, đây là một phương án đáng để thử nghiệm, bởi Eriksen sẽ tập trung hoàn toàn vào vai trò tấn công của anh, cũng như hỗ trợ gây áp lực tầm cao, đặt đối thủ vào những khó khăn trong cách triển khai bóng. Với đội hình Inter hiện tại, rất có thể Eriksen sẽ phải nỗ lực để giành một vị trí trong đội hình xuất phát với Stefano Sensi, nhưng đó có phải là quyết định đúng đắn? Bản đồ nhiệt của cả Eriksen nằm ở trên cùng, cho thấy anh hoạt động rộng hơn so với Sensi phía dưới. Nhưng điều đó đến từ việc Eriksen được thi đấu trong sơ đồ 4-2-3-1. Nhìn vào ưu điểm lẫn nhược điểm của cả hai, chúng ta có thể thấy được nhiều tương đồng. Điều này khiến Conte càng khó quyết định ai sẽ là người đá chính hơn. Tuy nhiên, tin tốt là vị chiến lược gia người Ý hiện có hai cầu thủ tương đối tốt cho cùng một vị trí trong đội. Cả Eriksen và Sensi đều là món tiền vệ thích sút xa và phất bóng dài đến 1/3 sân cuối. Mặc dù thời gian thi đấu không nhiều trong mùa này, Christian Eriksen vẫn là một trong những nguồn sáng tạo chính của Spurs với những pha chọc khe cùng với key passes trên sân. Sensi cũng có trọng trách tương tự tại Inter, thường xuyên gây ấn tượng với khả năng hỗ trợ tấn công và những đường chuyền thông minh vào khu vực 1/3 sân cuối đối phương. Tiền vệ người Ý có tỷ lệ chuyền chính xác trong những đường chuyền cao hơn so với người đồng đội của anh, 86.1 so với 81.1%. Những đường chuyền vào final third của Sensi tuy ít hơn nhưng lại cho thấy độ hiệu quả cao hơn. Ở pha bóng này, khi cả ba cầu thủ của Tottenham dâng cao hỗ trợ tấn công, Eriksen nhận đường chuyền từ Son Heung-min. Sau đó tiền vệ này lập tức nhận thấy Aurier đang di chuyển thoáng nơi cánh phải và mở cánh cho hậu vệ biên này, mở ra một tình huống tấn công nguy hiểm cho Spurs. Cả hai đều minh chứng rằng họ là những mối đe dọa lớn trong việc tấn công bằng các tình huống cố định, cùng với những quả tạt bóng đầy chính xác. Sensi là cầu thủ thường có những pha đoạt bóng từ chân đối phương và mở ra cơ hội nhờ vào những đường chuyền mạo hiểm. Sensi cũng có khả năng rê bóng tốt và gây sự ấn tượng trong các tình huống 1-1. Trong pha bóng này, Sensi đã tìm cách thoát khỏi 4 cầu thủ theo kèm mình nhờ vào sự tự tin và kỹ năng đi bóng. Tiền vệ người ấy thường xuyên có những pha đánh chặn, giúp đồng đội nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát bóng.
Mặt khác, Christian Eriksen có những lần tranh chấp tay đôi tốt hơn trong giai đoạn phòng ngự. Dù cầu thủ người Đan Mạch hiếm khi lao vào và tác động trực tiếp lên đối phương, tư duy phòng thủ là rất quan trọng đối với các tiền vệ của Nerazzurri, bởi đối thủ sẽ thường để hở ra những khoảng trống khi tấn công. Một pha cướp bóng hay đánh chặn có thể mở ra một cuộc phản công cho đội bóng của Conte. Pha bóng trên, Sanchez thực hiện một pha đánh chặn và bắt đầu phản công. Sau đó, anh ta thực hiện một đường chọc khe cho Lautaro Martinez, người sẵn sàng cho một pha bứt tốc. Cả Eriksen và Sanchez đều mắc lỗi nhược điểm cố hữu, khi hai tiền vệ này đều không có những tình huống tranh chấp tốt trên không. Điều đó khá nguy hiểm, bởi mất bóng như vậy có thể khiến đội bóng của Conte phải trả giá đắt, mất bớt khả năng phản ứng của những hậu vệ khiến họ chịu áp lực lớn hơn rất nhiều. Việc bổ sung Eriksen vào đội hình giúp Inter có thêm những sự lựa chọn khi Eriksen hoạt động tốt trong khu vực hàng lang trong và sử dụng lợi thế vị trí để cung cấp nhiều hơn khi passes cho Lukaku và Lautaro Martinez. Cả hai đều là những cầu thủ có ý thức tuyệt vời về định hướng vị trí và kiểm soát bóng. Và nếu có ai đó liên tục di chuyển để hỗ trợ cho họ, có thể giúp cho Nerazzurri nâng cao hiệu quả trong khâu tấn công. Tình huống trên, Eriksen khai thác bóng ở half space và mở ra một quả bóng sau lưng hàng thủ đối phương khi hậu vệ đội bạn chưa có được vị trí tốt nhất để che chắn. Như đã đề cập, cựu tiền vệ của Tottenham là một tiền vệ rất đáng gờm trong những tình huống cố định. Anh có thể gia tăng sức mạnh cho Inter từ những tình huống tấn công. Eriksen cũng có thể giúp Inter mở ra nhiều cuộc phản công hơn. Khi đoàn quân của Conte mất quyền kiểm soát bóng, cấu trúc đội hình sẽ chuyển thành 5-3-2 với 5 hậu vệ lùi sâu sẽ giúp Eriksen đủ tự do hơn ở phía trên và chờ bóng. Lukaku lại là một tiền đạo thường xuyên lùi xuống, sử dụng sức mạnh thể chất và khả năng không chiến mạnh mẽ để giành lại quyền kiểm soát bóng. Nhờ vào đó, cùng với Eriksen sẽ có thêm một cầu thủ ở giữa sân để thực hiện một pha phối hợp với tiền vệ người Đan Mạch và thoát khỏi những cầu thủ đối phương theo kèm. Từ đó giúp cho đội bóng của Conte nhanh chóng chuyển đổi trạng thái và tạo ra những tình huống phản công nguy hiểm. Có thể thấy, Christian Eriksen là một sự bổ sung tốt cho đội hình của Inter, kể cả khi anh được tin tưởng cho một vị trí xuất phát hay một phương án dự bị. Cựu tiền vệ của Tottenham giúp gia tăng khả năng tấn công linh hoạt và cũng là một giải pháp tăng sự sáng tạo để các tiền đạo của Inter nhận được nhiều thuận lợi hơn trong những phần đối đầu. Antonio Conte có lẽ sẽ phải gặp một cơn đau đầu dễ chịu khi ông sẽ phải chọn Eriksen hoặc Sanchez cho một vị trí xuất phát bởi sự tương đồng của cả hai tiền vệ này. Kinh nghiệm của Eriksen sẽ là thứ được đánh giá cao, đặc biệt là khi Nerazzurri chống lại những đội bóng chủ động lùi sâu phòng ngự, vì anh có thể giúp phá vỡ hàng phòng ngự chặt chẽ của đối phương bằng sự sáng tạo của mình. 20 triệu bảng là một mức giá quá hời cho Inter trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Có lẽ nửa xanh thành Milano đang sẵn sàng cho một cuộc lật đổ mới tại Serie A, nơi đã quá lâu rồi chứng kiến sự thống trị của Juventus và cũng đã hướng đến danh hiệu Europa League vào cuối mùa giải. Hãy cùng chờ xem, dưới bàn tay của vị chiến lược gia 50 tuổi, Christian Eriksen sẽ tỏa sáng như thế nào trên đất Ý.